cho các em. Như vậy là chương trình hóa học lớp 11 của chúng ta hôm nay là đã đi được xong 7 chương đầu. Chúng ta đã hoàn thành toàn bộ các cái nội dung liên quan đến phần hữu cơ, xin lỗi, phần vô cơ như là 3 chương đầu đúng không? Phần hữu cơ chúng ta cũng giải quyết được chương 4, chương 5, chương 6, chương 7 và xong toàn bộ phần hydrocarbon rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần còn lại của hữu cơ, cũng là cái phần rất là lớn, đó là những cái hợp chất được gọi là dẫn xuất của hydrocarbon. Như đã nói trong bài đầu tiên về phân loại hợp chất hữu cơ ấy, thì hợp chất hữu cơ được chia thành hai loại chính là hydrocarbon chỉ chứa carbon và hydro, và dẫn xuất của hydrocarbon trong phân tử có thêm các nguyên tố khác. Thế thì cái anh dẫn xuất này được sinh ra, có thể coi như là được sinh ra bằng cách thay thế nguyên tử hydro, một hay nhiều hydro của hydrocarbon bằng các nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác, đúng không? Và chúng ta có rất nhiều các cái dãy chất như thế. Các cái dẫn xuất của hydrocarbon chúng ta có thể coi nó gọi là hợp chất hữu cơ có nhóm chức. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi xem xét các cái nội dung đó, và chúng ta sẽ lần lượt xem xét các vấn đề như này. Chương 8 chúng ta sẽ nói về ancol phenol là những anh có chức OH. Chương 9 chúng ta sẽ nói về anh anhít và ceton, trong đó anhít có chức CHO, anhít và axit carboxylic, trong đó anhít có chứa nhóm CHO, còn axit carboxylic thì có chứa nhóm COH. Phần tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu ở chương trình lớp 12 ở học kỳ 1 với 4 chương. Chương 1 của lớp 12 chúng ta học về ester lipid, chương 2 học về carbohydrate, chương 3 học về amino acid, peptide, protein và chương 4 polymer. Đấy là toàn bộ phần hữu cơ còn lại mà chúng ta sẽ học. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với phần dẫn xuất của hydrocarbon với nội dung đầu tiên. Chương 8 chúng ta nói về ancol và phenol. Thì trong chương này chúng ta sẽ có hai chủ đề chính, ancol và phenol. Và chúng ta cũng sẽ đi nghiên cứu các vấn đề lý thuyết trước rồi mới đi giải quyết các dạng quán. Vậy thì bài giảng lần đầu tiên của chúng ta trong chương 8 này đó sẽ chính là các vấn đề lý thuyết trọng tâm về ancol. Thế thì việc đầu tiên chúng ta cần phải giải quyết đó là thế ancol nó là cái gì, đúng không? Ancol hay còn gọi là rượu. Cái tên dân dã chúng ta hay dùng theo tiếng Việt ấy thì nó là rượu. Còn tên mà chúng ta dùng theo thuật ngữ khoa học gọi là ancol. Thế thì ancol hay rượu, ví dụ chúng ta hay gặp trong đời sống hàng ngày là anh này, cái rượu uống quen thuộc nhất của chúng ta là anh C2H5OH, ancol etylic, đúng không? Ancol etylic thì nó chính là anh CH3CH2OH, đúng không? Rồi một cái anh ancol nữa có thể là ancol metylic CH3OH, hoặc là cái anh ancol như là glycerol C3H5OH 3 lần. C3H5OH 3 lần thì chúng ta viết ra nó sẽ là CH2OH. Rồi một vài ví dụ nữa, ví dụ như anh này, CH2 nối đôi CH, CH2OH. Rồi anh nào, vòng benzen, đúng không? CH2OH. Đấy, tất cả các anh này đều gọi là ancol. Điểm chung của chúng là gì? Điểm chung của chúng là đều có chứa nhóm OH, đúng không? Điểm chung nữa là gì? Phân tử của nó có thể là no, phân tử của nó có thể có chứa một hay nhiều nhóm OH, phân tử của nó có thể có nối đôi vòng benzen, nhưng điểm chung là tất cả các trường hợp này nhóm OH đều gắn trên carbon no, carbon no, carbon no, carbon no và carbon no. Vì vậy, định nghĩa về ancol như sau. Ancol là hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm OH, còn gọi là nhóm hyroxin, liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon no. Các bạn ghi nhé, ghi vào. Ancol là hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon no. Đây, ancol tương đương với carbon no, đúng không? Liên kết trực tiếp trên với nhóm OH. Đấy, trong đó nhóm OH này có tên gọi là nhóm hydroxin, hoặc đôi lúc còn được đọc là hydroxy. Để các bạn làm quen. Được chưa? Như vậy chúng ta hiểu khái niệm là ancol rồi. Còn tên dân dã của nó là rượu. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt xem xét các cái vấn đề liên quan đến nó, như là phân loại, tính chất vật lý, tính chất hóa học, cũng như là ứng dụng và điều chế của anh ancol này. Vấn đề thứ hai chúng ta cần phải giải quyết là thế thì ancol được phân loại như thế nào? Chuyện này rất quan trọng. Tại sao? Tại vì nó có thể xuất hiện trong các cái câu hỏi lý thuyết, nhưng quan trọng hơn là các bài tập tính toán. Người ta sẽ mô tả cái thằng ancol này là thuộc loại nào, là mình phải biết là công thức tổng quát của nó là gì, đúng không? Thế thì ancol ở đây ấy,
cũng giống như các chất hữu cơ bất kỳ, được chia theo hai tiêu chí. Tiêu chí nhất là phân loại theo số lượng nhóm chức, và tiêu chí thứ hai là phân loại theo đặc điểm của gốc hydrocarbon. Theo đặc điểm gốc hydrocarbon, chúng ta có no, có không no, có thơm, thậm chí là mạch vòng, đúng không? Còn với lượng nhóm chức thì chúng ta có đơn và đa, đa thì có thể là 2-3 chức, vân vân. Thế thì chúng ta sẽ đi từ anh đơn trước và anh đa sau, được không? Thế thì cái nhóm đầu tiên là ancol no, đơn chức và mạch hở, đúng không? Ancol no, đơn chức, mạch hở là những ancol mà sinh ra khi thay thế một nguyên tử hiro của ancan bằng nhóm OH. Và vì vậy nó có công thức tổng quát là CnH2n cộng 1 OH. Với N ở đây là phải lớn hơn bằng 1, đúng không? Ví dụ tiêu biểu cho tình huống này, chúng ta có thể gặp như là ancol metilic CH3OH với N bằng 1, ancol ethylic với N bằng 2, vân vân. Được chưa? Đấy, đấy là ancol no, đơn chức, mạch hở, cũng là cái đối tượng mà chúng ta gặp phổ biến nhất. Nhóm thứ hai đó là các ancol mà không no, vẫn là đơn nhưng mà không no, không no, đơn chức. Không no thì thực ra là một cái phạm vi rất rộng. Ở đây chúng ta chủ yếu gặp những anh không no mà có một liên kết đôi CC. Và chúng ta xét về đối tượng có một nối đôi CC đấy nhé. Còn những đối tượng phức tạp hơn, thực tế chúng ta sẽ không gặp. Khi đó công thức tổng quát của nó sẽ có dạng là CnH2n trừ 1 OH. Nó mất đi 2 hydro để tạo thành pi. Và để có carbon no thì nó phải tối thiểu có mấy carbon? Vì để tạo ra nối đôi thì nó đã mất 2C rồi. Và để thêm 1C nữa no thì nó phải có tối thiểu là 3C. Như vậy là anh này phải có N lớn bằng 3. Và cái đại diện đầu tiên cũng là đại diện tiêu biểu nhất chúng ta hay gặp, đó chính là anh này. Anh CH2 nối đôi CH, CH2OH. Đấy, có carbon không no nhưng OH không được gắn vào carbon không no. Carbon phải OH phải gắn vào carbon no, đúng không? Và anh này chính là đại diện tiêu biểu của ancol không no, ancol anilic, được chưa? Đối tượng thứ ba cũng là ancol đơn chức nhưng mà là ancol thơm, thơm, đúng không? Đơn chức. Ancol thơm thì có thể là đa chức nhưng mà chủ yếu chúng ta sẽ gặp anh đơn với đại diện tiêu biểu là như này. Nó gọi là ancol vì nó phải có nhóm OH gắn trên vòng ở trên carbon no, nhưng nó gọi là thơm tức là phải có vòng benzen, đúng không? Anh này là có vòng benzen. Vòng benzen. Và gì? Và có carbon no gắn nhóm OH vào. Tức là OH không gắn trên vòng benzen, OH gắn trên carbon no ở ngoài vòng benzen. Và để thỏa mãn điều kiện này thì tối thiểu nó phải có mấy C? 6C trong vòng và 1C no ở ngoài, tối thiểu là 7. Đại diện mà phổ biến nhất chúng ta gặp đó chính là anh ancol benzylic. Đúng không? Đây, CH2 OH. Được chưa? Ở đấy là những anh ancol thuộc lại là đơn chức. Ngoài ra chúng ta còn có thể gặp anh ancol mạch vòng. Chứ nhưng mà chương trình hiện hành của chúng ta là không xét đến cái anh vòng no của cycloalkan. Vì vậy cái loại ancol mà có vòng chúng ta sẽ không nói đến nữa. Các bạn có thể tham khảo trong sách giáo khoa, nhưng chúng ta sẽ không quan tâm với kiến thức để đi thi của chúng ta hiện nay. Được chưa? Thế thì ngoài ancol đơn chức, chúng ta còn có thể gặp ancol đa chức, đúng không? Ancol đa chức. Đa chức. Ancol đa chức thì nó cũng đa dạng lắm. Đa chức thì nó có thể no hoặc không no. Thế nhưng mà nếu đa chức mà lại không no thì nó hơi phức tạp. Thế nên chủ yếu chúng ta sẽ gặp ancol đa chức nhưng mà no, được không? Thế thì anh ancol đa chức mà no hai chức, nếu là no hai chức thì công thức của nó sẽ có dạng là CnH2nOH hai lần. Và chúng ta biết rằng là ngoài cái chuyện là OH không được gắn trên carbon của liên kết bội hoặc là vòng benzen thì còn có cái chuyện thứ hai nữa là trên mỗi nguyên tử carbon no chỉ được gắn tối đa một nhóm OH. Vì nếu có nhiều OH gắn trên cùng một carbon no thì nó sẽ không bền và chuyển hóa thành hợp chất carbonin của anhít hoặc ceton. Hiểu không? Vì vậy mà để có hai chức này thì N của nó phải lớn bằng 2. Và ví dụ điển hình nhất là chúng ta gặp anh ethylene glycol CH2 CH2 OH OH. Đúng chưa? Đấy là anh ancol no hai chức điển hình nhất.
Và cuối cùng cũng là đa chức, chúng ta còn có thể gặp anh no ba chức. Ba chức. No ba chức thì công thức của nó sẽ là CnH2n, đúng không? À, lúc này nó phải trừ 1 OH 3 lần. Nó thêm 1 OH vào nữa thay thế cho 1 hydro. Nó vẫn là gốc no. Vốn dĩ ban đầu là ancan CnH2n cộng 2, nhưng có 3 hydro bị mất đi do thay thế bởi 3 nhóm OH, nên nó còn lại như này, đúng không? Và vì có 3 nhóm OH nên N của nó tối thiểu cũng phải bằng 3. Mà đại diện tiêu biểu nhất của nó chính là anh glycerol CH2, CH2, OH, OH và OH. Đấy, thế thì chúng ta cần nắm được vững cái khái niệm thế nào là ancol, cũng như là việc phân loại và công thức tổng quát của chúng, điều kiện của N cũng như điều kiện bền của ancol, để chúng ta giải quyết các tình huống cho nó chính xác. Cũng liên quan đến việc phân loại ancol thì chúng ta còn có một cách phân loại nữa. Đó là phân loại theo cái gọi là bậc ancol. Bậc ancol, một cái khái niệm mới mà các bạn cần nắm được. Thế thì bậc ancol là gì? Bậc ancol nó chính là trùng với bậc của nguyên tử carbon có gắn nhóm OH. Như vậy cái bậc ancol ở đây nó cũng được định nghĩa theo bậc carbon. Chúng ta biết bậc carbon rồi đúng không? Bậc carbon là số liên kết của nguyên tử carbon đang xét với các nguyên tử carbon xung quanh, đúng không? Và như vậy, nếu OH gắn vào carbon bậc 1 thì nó là ancol bậc 1, gắn vào carbon bậc 2 thì là ancol bậc 2, gắn vào carbon bậc 3 thì là ancol bậc 3. Và tất nhiên có ancol bậc 4 không? Làm gì có. Vì nếu là carbon bậc 4 thì làm gì còn hóa trị tự do để gắn OH vào nữa, đúng không? Như vậy chúng ta có ancol bậc 1, bậc 2 hoặc là bậc 3. Thế ở đây chúng ta có thể xét này. Nếu là anh OH này thì đây là OH của ancol bậc 1, đúng không? Anh này cũng là bậc 1. Anh này cũng là bậc 1 này, ancol bậc 1. Ở đây nhưng mà nếu mà anh này là carbon bậc 2 thì anh này lại là, xin lỗi, anh này là cũng là carbon bậc 1 thôi. Xin lỗi, không phải bậc 2 đâu. Nhưng mà trong phân tử này chẳng hạn thì carbon này là carbon bậc 2 này. Carbon này là carbon bậc 2. Và tương tự nếu nó gắn vào OH của carbon bậc 3 thì nó là ancol bậc 3. Các bạn hiểu chưa ạ? Về đồng phân ấy thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái chức của nó đã được xác định rồi. Thế nên là khi gặp một cái câu hỏi về cái hợp chất hữu cơ mà có oxy, điển hình là cái anh dạng ancol no đơn chức mạch thở, tức là CN2N cộng 2O ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là chủ yếu chúng ta sẽ quan tâm đến đồng phân ancol, đúng không? Ancol. Ancol của chúng ta ấy thì nó có dạng là R OH X lần. Phổ biến là X bằng 1 nhưng cũng có thể gặp X nhiều hơn 1. Thì chúng ta thấy với đồng phân ancol thì nó có hai loại. Là đồng phân về, đầu tiên là mạch carbon, đúng không? Với từ C, C lớn bằng 4 thì nó bắt đầu có đồng phân mạch carbon, mạch thẳng, mạch nhánh. Ngoài ra trên mỗi một mạch carbon đấy nó lại còn có đồng phân về vị trí của nhóm OH. Thấy không? Đấy. Thế thì ví dụ điển hình nhất là tình huống của C4 đi nhé. Chúng ta gặp tình huống ví dụ như là anh C4H10O. C4H10O mà là ancol thì nó tương đương với C4H9OH. Được chưa? Vậy thì câu hỏi là anh này có tất cả bao nhiêu đồng phân ancol? Chúng ta viết ra. Đầu tiên là mạch carbon. Mạch carbon thì đầu tiên là mạch thẳng. Sau đó là mạch carbon mạch nhánh, phải không? Như vậy thì nó chỉ có hai loại mạch carbon này thôi. Thế nhưng mà khi viết đồng phân chúng ta phải chú ý yếu tố đối xứng. Và cái mạch thẳng này thì nó đối xứng, chia thành hai nửa, nửa bên trái và nửa bên phải tương đương. Vì vậy mà nhóm OH của chúng ta này, nhóm OH này, nó có thể gắn vào đâu? Nó có thể gắn vào đầu mạch hoặc giữa mạch. Và chúng ta có hai đồng phân, đúng không? Tương tự với cái mạch nhánh này thì ba carbon ở xung quanh là vai trò tương đương. Và phân tử này tuy bốn carbon nhưng chỉ có hai vị trí có thể gắn OH vào. Đó là ở đầu mạch, chỗ này hay chỗ này là như nhau, và giữa mạch. Thấy không? Như vậy, anh C4H10O tất cả có bốn đồng phân ancol, cũng chính là bốn công thức cấu tạo. Hình đúng không? Thế thì đấy là cái câu chuyện thứ nhất là ancol. Nhưng các bạn đừng quên rằng là ngoài oxy là ancol thì oxy nó còn có thể nằm trong chức ete. Vậy thì câu hỏi là có tính ete không? Ete, đúng không?
ete. Ete là cái anh có cái chức gì ạ? Chức oxy nhưng mà nằm kẹp giữa hai nguyên tử carbon. Hai nguyên tử carbon thì nó là ete. Đấy, thế thì nếu mà C4H10 người ta hỏi có bao nhiêu đồng ancol thì câu trả lời là 4. Nhưng nếu người ta hỏi rằng là anh này có bao nhiêu ete thì nó có thêm bao nhiêu ete nữa, thì các bạn lại phải viết là anh này ngoài ancol nó còn có thể là ete. Ete. Ete của chúng ta ở đây ấy, thì với oxy xen vào giữa carbon mà phân tử có 4 carbon, no vì K bằng 0 mà, thì nó có thể tách ra thành hai kiểu là 22 phân bố đều hoặc là 13 phân bố lệch, đúng không ạ? Thế thì ete này có thể là 22 CH3 CH2 O CH2 CH3. Được chưa? Đấy là một tình huống. Hoặc là phân bố lệch 13 CH3 O CH2 CH2 CH3. Như vậy câu hỏi là nó có thêm bao nhiêu ete nữa? Nhiều bạn là làm ra bảo là thêm 2 ete nữa, nhưng chưa đúng, chưa đủ. Vì nó còn có thể là ete thứ 2. Cái mạch carbon kia nó còn có thể là tức là vẫn là mạch thẳng này, nhưng oxy thay vì gắn vào đầu mạch nó còn có thể gắn vào giữa mạch để tạo thành CH, CH3 và CH3. Đúng chưa? Đấy. Thế thì các bạn chú ý khi viết vấn đề đồng phân của ancol. Điển hình chúng ta sẽ nói về đồng phân ancol no đơn chức mạch hở thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu chúng ta phải viết đồng phân ancol không no có một nối đôi thì bạn cần nhớ là OH không được gắn trên carbon của nối đôi. Và nếu chúng ta gặp tình huống đồng phân ancol đa chức thì chúng ta cần phải chú ý điều nữa là mỗi một carbon no chỉ được gắn tối đa một nhóm OH, không để có chuyện nhiều OH gắn trên cùng một carbon. Về vấn đề danh pháp ý, thì ở đây chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta đang nói đến ancol nhưng đi kèm với nó thì có anh ete. Do đó chúng ta sẽ phải nói cả hai. Thế thì với danh pháp của ancol, danh pháp của ancol thì có hai cái hệ thống danh pháp là tên thường hay danh pháp gốc chức, đúng không? Tên thường hay danh pháp gốc chức. Danh pháp gốc chức của nó thì đọc rất đơn giản. Đó là gì ạ? Đó là anh ROH được đọc bằng cái từ như này, theo cấu trúc này là ancol cộng với tên gốc R và tận cùng bằng đuôi x. Rất dễ. Ancol, tên gốc của gốc R và đi kèm đuôi x. Ở đây chúng ta chỉ đọc ancol đơn chức thôi, đúng không? Thế thì ở đây chúng ta có thể gặp các cái anh đơn giản như này. Ví dụ anh CH3OH của chúng ta là ancol metilic, đúng không? Anh C2H5OH của chúng ta chính là ancol etilic, ví dụ thế, đúng không? Và anh này chính là gì? Gốc này là gốc anilin thì anh này là ancol anilic, đúng không? Anh này là ancol, gốc này là gốc gì ạ? Các bạn đừng nhầm lẫn vì chúng ta có phenin và benzin rất hay bị nhầm, nhưng chỉ có vòng benzen thì gọi là phenin. Còn thêm một nhánh CH2 nữa thì anh này là benzin. Vì vậy anh này là ancol benzylic, đúng không? Ancol benzylic là tên của nó. Hoàn toàn tương tự như thế, chúng ta có thể đọc được các cái ancol khác với yêu cầu nó là đơn chức. Thế nhưng mà ở đây có một cái tình huống rắc rối, đó chính là anh C4H9OH. Cũng là anh này, mình sẽ đọc là gì? Ancol butylic thì không phân biệt được bốn cấu tạo, đúng không? Thế thì bây giờ mình lại phân biệt theo cái mạch thẳng và mạch nhánh. Thế nhưng mà mỗi một cấu tạo dù thẳng hay nhánh nó đều có hai tình huống khác nhau do vị trí của nhóm OH. Do đó lúc này người ta sẽ thêm các tiền tố để chỉ bậc ancol. Theo đó nếu là ancol bậc 2 thì thêm tiền tố sec, và ancol bậc 3 thì thêm tiền tố tec, với ancol bậc 1 thì không thêm tiền tố gì. Thế thì ở đây chúng ta thấy anh này là ancol bậc 2 nên nó sẽ đọc là ancol sec butylic, đúng không? Ancol sec butylic. Và anh này là ancol bậc 3 nên nó sẽ thêm cái tiền tố tec. Ancol khi mà OH gắn vào carbon bậc 3 này là ancol tec butylic. Đúng chưa? Đấy, để phân biệt, các bạn chú ý cái tiền tố sec là để chỉ bậc 2 của ancol và tec để chỉ bậc 3. Thực ra thì sec với tec này chính là chỉ bậc của carbon hay bậc của gốc. Gốc này là gốc sec butin,
Gốc này là gốc pep-butin và chúng ta thêm ancol và đuôi x vào thì thành tên ancol theo danh pháp gốc trực hay danh pháp thừa. Thấy không? Thế câu hỏi là với hai anh còn lại này là ancol bậc 1. Đây là ancol bậc 1. Đây cũng là ancol bậc 1. Thì đọc tên nó như nào? Thế thì thằng nào mà mạch thẳng thì đọc bình thường, thằng nào mạch nhánh thì thêm từ iso vào. Đấy, nó có một nhánh metin ở carbon số 2 thì là iso. Vì vậy mà anh này là ancol. Chỉ đơn thuần chỗ này nhá, butylic. Đúng chưa? Ancol butylic. Trong khi đó anh này thì có nhánh nên nó sẽ có tên gọi là ancol iso iso butylic, đúng không? Đấy. Phân biệt không? Phân biệt được. Đấy. Thế thì đấy là tên của ancol theo danh pháp thừa. Ngoài danh pháp thừa hay danh pháp gốc trực, chúng ta còn có tên thay thế. Được ạ? Tên thay thế thì chúng ta đọc theo nguyên tắc chung. Đó là gì ạ? Chúng ta cũng phải chọn mạch chính, đánh số trên mạch chính rồi đọc tên. Thế thì trong tên thay thế này thì nó sẽ có tên của hydrocarbon mạch chính, đúng không? Tên của hydrocarbon mạch chính. Và nó là ancol nên cái đuôi của nó là đuôi ol, O-L ấy, cộng với cái gì ạ? Số chỉ vị trí của nhóm OH cộng với đuôi ol. Được chưa? Thế thì tất nhiên là nếu như mà anh ancol này có nhánh thì chúng ta phải gắn thêm phần nhánh vào với số chỉ tương ứng trên mạch carbon. Thế thì chúng ta có thể đọc tên, đọc ngay chính với những ancol mà chúng ta đang nói ở đây thôi. Ví dụ anh này là anh metanol, nhưng mà thực ra cái tên này chúng ta ít dùng. Anh này thì chúng ta có thể dùng nhiều hơn, ancol ethylic hay còn gọi là etanol, đúng không? Vì etan chính là cái mạch carbon chính. Anh này thì hơi rắc rối nên chúng ta không quá quan tâm đọc tên. Thầy nói nhanh các bạn theo được thì theo, không theo được thì bỏ qua. Vì thằng này chúng ta sẽ đọc theo danh pháp gốc trước rồi. Thì anh này nếu mà đánh số thì đây sẽ là số 1. Vì ưu tiên đánh số làm sao cho nhóm OH là nhỏ nhất mà. Đây là 1, 2, 3. Vì vậy anh này sẽ là propanol hoặc là prop 2N 1 on cũng được. Nhưng chỉ cần đơn thuần là propanol. Vì ba carbon này thì OH chỉ có thể gắn vào carbonol. Anh này mình không đọc tên. Được chưa? Thế nhưng mà anh này thì sao? Anh này sẽ chính là etan 12 dion. Anh này sẽ là propan 123 chion. Đúng không? Rồi tương tự quay lại với anh C4 này thì chúng ta sẽ có anh này là butan 1 on để phân biệt với anh này là butan 2 on. Đúng không? Anh này thì sao? Anh này sẽ là 2 metin propan 1 on để phân biệt với anh này là 2 metin propan 2 on. Hiểu không ạ? Đấy, thế thì cái cách đọc tên của chúng ta thì quá là quen thuộc rồi. Thầy nhắc lại để các bạn nhớ. Như vậy là với ancol thì xong, đúng không? Thế nhưng mà ngoài những cái tên mà gọi là tên gốc trước của tên thay thế thì chúng ta còn có những cái tên riêng của các anh ancol này. Đó, ví dụ như là các anh ancol đa chức này thì anh này có tên gọi là ethylene, đúng không? Ethylene glycol. Ethylene glycol. Đây là nhóm ethylene này và glycol là hai thằng OH ở hai carbon cạnh nhau. Để phân biệt với anh này là glycerol. Tên này là tên riêng nhưng chúng ta dùng như là tên hệ thống vì thành thói quen rồi, đúng không? Thực tế chúng ta chỉ gặp anh này ở dạng ethylene glycol hoặc glycerol. Còn cái tên thay thế của nó là etanion chúng ta gần như chả dùng. Propanchion mình cũng chả bao giờ dùng, đúng không? Thì đấy là danh pháp của ancol nhé. Ngoài ra thì chúng ta còn có danh pháp của thằng ete. Danh pháp của ete thì mình chỉ đọc theo danh pháp gốc trước thôi, theo một kiểu duy nhất. Mặc dù nó có thể đọc theo những cách khác nhưng trong chương trình hiện hành chúng ta chỉ đọc theo danh pháp gốc trước. Thì cái thằng R phẩy thì sẽ được đọc bằng tên các gốc R. Tên các gốc R phẩy cộng với từ ete là tên chức của nó. Đây là danh pháp gốc chức. Tất nhiên là R và R phẩy này thì phải đọc theo thứ tự bảng chữ cái A, B, C. Ví dụ metin và etin thì E trước M, etin trước, metin sau, đúng không? Và chúng ta có thể đọc tên được của các anh ete này. Ví dụ anh này là di etin ete. Ví dụ anh này thì sao? Anh này thì một bên là metin, một bên là propin. MP đằng nào trước? Nó phải đọc là metin trước, propin sau, đúng không? Ete. Ok.
Và cuối cùng anh này thì sao? Rất nhiều bạn có thể bị nhầm lẫn với anh này. Anh này là metin, còn anh này là isopropin. Thế thì isopropin thì tính đằng nào trước? Y trước hay P? Rất nhiều bạn lăn tăn chuyện này. Thì các bạn lưu ý rằng là các cái tiền tố như là sét này, tét này, iso này, hoặc là neo này, hoặc N này, thì nó chỉ là cái tiền tố phụ, không tính vào phần tên của gốc. Có nghĩa là anh này tuy rằng là isopropin nhưng nó vẫn bắt được tính bắt đầu bằng chữ P chứ không phải chữ Y, nên metin mới được đọc trước. Vì vậy anh này sẽ có tên gọi là metin isopropin. Đừng nhầm lẫn nhé. Một số bạn hay đọc là isopropin trước là sai. Được chưa? Et. Vì cái phần được tính là cái phần tên gốc của nó là M metin và P propin. Như vậy là các bạn đã nắm lại, ôn tập lại được cái phần danh pháp không những của ancol mà của ete nữa rồi, đúng không? Về tính chất vật lý của ancol thì ở đây chúng ta phải bàn tương đối kỹ một chút, vì nó có liên quan đến cái quy luật về độ tan và nhiệt độ sôi của rất nhiều chất phía sau này. Thế thì trước hết chúng ta nói về tính chất vật lý, chúng ta quan tâm đến trạng thái, rồi quan tâm đến cái độ tan và nhiệt độ sôi hay là quy luật biến đổi của nó. Thì chúng ta biết rằng là các ancol ấy nó đều là các chất rắn ở điều kiện thường và nó tan được trong nước, đúng không ạ? Thế thì khi khối lượng phân tử tăng, thì nó có quy luật gì? Quy luật vẫn giống như thế thôi. Thì nói chung là nhiệt độ sôi là tăng, đúng không? Nhiệt độ sôi nói chung là tăng theo chiều tăng của phân tử khối. Và độ tan trong nước thì lại giảm. Cái này thì hiển nhiên rồi. Ở trong số này ấy, chúng ta chú ý cho là cái độ tan của ancol là giảm dần khi phân tử khối tăng, nhưng ba anh ancol đầu dãy thì nó lại có cái độ tan là vô hạn, tức là từ C1 đến C3 thì tan vô hạn trong nước, tan theo mọi tỷ lệ. Ví dụ như ancol ethylic của mình ấy là tan vô hạn trong nước, ancol methylic cũng tan vô hạn, và ancol propylic N hoặc iso đều tan vô hạn. Thậm chí là bọn mà đa chức thì khả năng tan của nó còn tốt hơn vì nó có nhiều nhóm OH hơn. Ví dụ như ethylene glycol, ví dụ propandion hoặc glycerol. Được chưa? Từ C4 trở đi thì độ tan bắt đầu giảm đi và nó trở nên hữu hạn chứ còn vô hạn nữa. Đấy. Thế thì đấy là cái vấn đề đầu tiên. Bây giờ ấy thì câu hỏi đặt ra là các yếu tố nào sẽ chi phối cái quy luật về tính chất vật lý của các chất hữu cơ? Thì ở đây chúng ta quan tâm là anh ancol, do nó có nhóm chức OH nên nó có khả năng tạo một cái loại liên kết rất đặc biệt, đó là liên kết hiro. Và ở đây chúng ta cùng ôn tập lại xem là liên kết hiro là gì nhé. Liên kết hiro này, thế thì như đã nói là do ancol có khả năng tạo liên kết hiro với nước, thế nên là độ tan trong nước của nó cũng như là nhiệt độ sôi của nó là cao hơn. Thế thì liên kết hiro là gì? Liên kết hiro là một loại tương tác yếu có bản chất tĩnh điện giữa nguyên tử oxy âm điện mang một phần điện tích âm và nguyên tử hiro linh động mang một phần điện tích dương, đúng không? Thế thì để biểu diễn liên kết hiro thì nó không phải là liên kết ion, cũng chẳng phải cộng hóa trị, nên không thể dùng điện tích hoặc là gạch ngang biểu diễn bằng đôi e dùng chung được, mà người ta biểu diễn bằng ba cái dấu chấm theo kiểu là nét đứt, đúng không? Thế thì liên kết hiro của chúng ta thường thường nó sẽ như thế này. Nó sẽ là anh x H liên kết với anh Y, đúng không? Giữa chúng là liên kết hiro. Nguyên nhân là vì bởi trên anh hiro này mang phần điện tích dương, còn trên anh Y này thì mang một phần điện tích âm. Được chưa? Để anh Y có thể mang điện tích âm thì nó phải liên kết một đối tượng nào đó. Và thế thì cái sự phân cực liên kết phải diễn ra ở đây. Trong đó anh Y là anh có độ âm điện lớn nên nó sẽ kéo e về phía nó và làm cho nó có dư điện tích âm. Vì vậy, anh Y ở đây thường là oxy, nitơ hoặc flo. Điển hình nhất chúng ta gặp là anh oxy. Và cái liên kết XH để có hiro linh động mang phần điện tích dương thì anh X cũng phải là anh có độ âm điện lớn. Muốn thế, anh X cũng phổ biến phải là oxy, nitơ hoặc là flo, đúng không? Ở trong chương trình chúng ta đã từng gặp những tình huống kiểu như thế rồi. Ví dụ flo chúng ta gặp anh HF có liên kết hiro, đúng không? Ví dụ nitơ chúng ta gặp anh ammoniac có liên kết hiro, đúng không? Và những chất đấy nói chung đều có độ tan và nhiệt độ sôi là tương đối tốt hơn
tốt bất thường so với những chất mà có cùng phân tử khối. Phải không ạ? Thế thì đây là cái cách biểu diễn liên kết hydro. Thế thì câu hỏi là ancol có thỏa mãn việc này không? Ancol có. Vì sao? Vì bản thân ancol nó có nhóm OH và nó lại có oxy. Thế thì giữa các phân tử ancol có thể tạo được liên kết hydro với nhau. Đúng không? Không những vậy, nó còn có khả năng tạo liên kết hydro bền với nước. Vì vậy mà nó ảnh hưởng đến nhiệt độ sôi và độ tan. Thế thì chúng ta thấy rằng là khi mà chất có liên kết hydro thì nó sẽ có cái gì? Chất có liên kết hydro thì có nhiệt độ sôi cao hơn chất không có liên kết hydro, đúng không? Và có độ tan trong nước tốt hơn. Một ví dụ điển hình đi. Ở đây chúng ta có thể so sánh. Ví dụ cũng là đồng phân của nhau. Ví dụ như là anh ethanol là anh C2H5OH và anh dimethylate CH3OCH3 đều là C2H6O cùng có phân tử khối là 46. Thế nhưng mà anh oxy này không có khả năng tạo liên kết hydro với nhau vì nó không có hydro hình động. Oxy này làm gì có hydro? Thế nên anh này không có liên kết hydro. Không có. Trong khi đó, anh này thì có liên kết hydro. Không những là liên kết hydro giữa các ancol với nhau mà còn có liên kết hydro giữa các phân tử ancol với nước. Vì vậy mà trong khi anh này là chất khí thì anh này lại là chất lỏng. Đúng không? Chất lỏng. Thế thì rõ ràng là nhiệt độ sôi của nó cao hơn. Và trong khi anh này hầu như rất ít tan trong nước thì anh này lại tan vô hạn trong nước. Thấy không? Như vậy là chất có liên kết hydro thì nhiệt độ sôi và độ tan trong nước là tốt hơn. Và đây là một trong những tiêu chí rất quan trọng mà chúng ta dùng để so sánh, đánh giá độ tan và nhiệt độ sôi. Các bạn cũng yên tâm là trong cái khóa tổng ôn thầy sẽ, và khóa chinh phục lý thuyết, thầy sẽ có những cái chuyên đề để ôn tập cho các bạn toàn bộ các vấn đề này. Ví dụ như quy luật tính tan, quy luật nhiệt độ sôi của các chất và các yếu tố ảnh hưởng, bao gồm hai yếu tố điển hình, đó là liên kết hydro như chúng ta vừa nói, và ngoài ra còn có cái vấn đề của khối lượng phân tử.